chào mừng anh em sẽ kênh của mình nhá. Hôm nay thì buổi trưa livestream chút các bạn ạ. Đấy, đang kêu các bạn xem qua đang chụp cảnh tháo cho em trai cái pha đèn các bạn nhá. Lắp cho em vì cái bóng led 3 chế độ. Đấy. Bóng led 3 chế độ thì thời gian này rất là hot anh em ạ. Vì sao nó hot? Bởi cái thời tiết như kiểu Hà Nội hay tất cả các vùng miền thì bắt đầu đang biến vào cái mùa sương mù, chuẩn bị đón một cái đợt cá rét. Thì cái mùa đông thì năm nào cũng vậy thôi các bạn. Vì đến mùa này là anh em chạy tỉnh rồi, là anh em chạy những vùng đèo núi nó rất là khó chịu về sương mù. Thì tất cả những chiếc xe bây giờ thì không được độ néo đèn ngày xưa. Ngày xưa thì mấy năm trước anh em có thể độ những cái đèn bên ngoài rồi, độ rất là nhiều đèn các thứ, nhưng năm nay thì không ăn và rất là nhiều, thì nên thành ra là không được độ néo đèn. Thì có một cái bài toán vẫn như các video mình hay làm ấy, thì thành ra là mình vẫn lắp cho anh em cái bóng led 3 chế độ anh em nhá, đi cầu led 3 chế độ. Đấy, đây đang chào em trai này các bạn này. Bóng led 3 chế độ này thì nó là bóng zin anh em nhé, có nghĩa là lắp như zin luôn anh em ạ. Lắp như zin luôn. Đây các bạn có thể cho đây cho mát này các bạn. Đây, cho đây cho mát nhé. Đây, sau khi tháo cái pha đèn ra các bạn này. Đó, sau khi tháo cái pha ra. Đây các bạn. Anh em hình dung không? Sau khi tháo đây mình ngồi cho đớm ngược lắng này. Đấy, sau khi các bạn tháo cái pha ra thì lắp cái bóng zin 100% nó như zin luôn anh em nhé, không cần chế cháo nhiều. À, không cần phải chế cháo anh em nhé. Đây các bạn lắp như zin luôn các bạn này. Đấy, anh em lắp như zin luôn. Không có đèn pha lại cháy. Còn nó không có đấy, còn nó không có bên bên nào. Đây đi cho cháy bóng. Đây xem chưa bóng. Đúng đấy không? Đất rồi, nhìn như xa này là đất rồi em ạ, đất tóc rồi. Nó đất đất kín đấy bạn. Đây, hiện tại thì đang tháo anh em nhé, tháo lắp như zin luôn các bạn ạ. Đây, bóng led thì đây, thương hiệu bóng led đây các bạn. Bóng này thì bảo hành cho anh em là 6 tháng nhá. Với anh em là tỉnh mua của mình rất là nhiều rồi thì anh em chỉ việc báo mình là mình sẽ gửi đổi cho anh em. Đấy, gửi đổi cho anh em, còn nếu anh em mà chạy hay cái thứ tuyến đường nhà mình ấy, thì anh em cứ qua thôi, sau đó mình sẽ đổi mới cho anh em. Đây là led T10 các bạn nhá, T10 Pro các bạn nhá, T10 Pro. Hàng rất là chất lượng luôn. Nó là anh em có hỏi mình là của hãng gì thì xin thưa các bạn là Tàu nha các bạn nha, xúc tạ đều Trung Quốc hết. Tất cả các thị trường Việt Nam mình đều dùng bóng Tàu, nhưng mà nó có nhiều hãng làm đó các bạn ạ. Đấy, chứ bóng này thì nó không có của Đức, của Pháp hay là của Nhật của gì đâu các bạn. Đây các bạn, T10 Pro này là của các bạn này. Đấy, bên trong của nó sẽ có mấy cái dây tít này. Mấy cái dây tít anh em này, sau đó thì bóng nó như này các bạn. Đấy, cái ba lát này là cái tản nhiệt anh em nhé, các bạn có thể gấp ga gấp vào thoải mái luôn. Còn đây nó sẽ có cái cục điện của nó đây các bạn. Cái này nhé, không có đèn. Đó, hiện tại đây là đang tháo đèn các bạn nhé. Cái bát này ra trước này, nó có hai cái ngạnh. Đấy, hai ngạnh các bạn này, hai cái chấu đây. Nó có hai cái chấu đấy các bạn này. Đấy, các bạn tháo đây ra trước này. Đấy. Đó, chú xem này chú. Nó bị làm sao rồi chú? Cái này cắt nóng đen đi chung, cho nóng đen to ra. Không vừa, cái này nó bị ấy rồi. Không, lấy một cái nóng đen lên lên to ra. Lên to ra là nó ốc rồi, nó bị ấy rồi. Chờ đi, bị chờ đi. Đơn giản chung đen, lấy con ốc khác đi chung. Lấy con ốc bốn cạnh chung ạ. Lấy con nóng đen to. Ok, lấy nóng đen to đi chung, lấy con 6 ấy. Lấy con 6 hoặc kiếm con bít to hơn. Không đoạn em vì ba vỡ đèn à? Em phải đèn đấy nhưng mà nó tự hay. Đèn này là đèn tàu rồi, nó thấy em đèn tàu rồi. Thế thì ok rồi. Đấy các bạn ạ, đây là cái đèn này đang bị thay thì thực ra là mình phải xử lý lại cái chân này tí. Nó bị sao chung? Rơi à? Không phải rơi. Chưa chặt được đúng không? Ok xử lý cho. Đầu tiên là lắp cái phanh này vào trước này. Đó, ok luôn. Quá led luôn. Rồi, yên tâm. Mấy cái này nó là chuyện muối. Còn nhiều cái khó nữa mình nghĩ. Đây. Đó, sau bạn sẽ vặn cái này xuống nha các bạn nhé. Các bạn vặn cái này xuống đây. Đấy, anh em vặn giúp mình cái này xuống. Đấy, các bạn có thể vặn cho mình giúp cái này cho mình xuống. Đó, các bạn vặn cho mình cái này xuống nó như này này, các bạn thấy không?
con này lắp zin 100% anh em nhá. Đây các bạn nhìn zin này, zin 100%, zin 100% không hề chế cháo một cái gì được, rất rất ổn pha các bạn luôn. Các bạn nhét cái ba lát vào trong này thoải mái anh em nhá. Đấy, sau đó các bạn cắm máy gắt giúp cho mình. Bóng này thì mình lắp rất là nhiều các bạn ạ, lắp rất là nhiều, bán rất là nhiều rồi, nó cực kỳ là hot trong cái mùa bắt đầu chuyển giao xuống mùa đông và mùa hè. Đấy, và đặc biệt là anh em yên tâm là riêng anh em chạy đèo sương mù rồi đèo pha lin rồi đèo Sapa các thứ là anh em ok nhá, không sợ một cái gì cả luôn. Đấy, sau đó các bạn lồng cái dây điện qua cái chỗ này của nó này. Đấy, các bạn lồng cái dây điện này qua chỗ này, sau đó các bạn xoáy dây nó vào, để đúng ba cái chấu xoáy nó vào, tức là sẽ vào anh em nhé. Đấy, giống như con này này các bạn này. Đây, giống như con zin này là các bạn hình dung này. Đấy, các bạn nhìn, các bạn hình dung này. Đấy, con zin này các bạn hình dung này. Các bạn cắt nó chỗ này thì các bạn sẽ đưa cái dây điện vào đúng chỗ này. Thì các bạn sẽ xoáy lại cái này phát, ấn tay mạnh nó là tự cho bạn. Và trong các bạn gài để đúng như này luôn thì nó sẽ đẹp. Đây, zin 100% không chế cháo anh em nhé. Ánh sáng thì căng đét mắt đường luôn. Đấy, các bạn có thể không tin mình thì các bạn tí mình sẽ quay số điện thoại của em trai. Thì các bạn có thể điện thoại hỏi bạn trực tiếp là ánh sáng có bắt đường hay không và có sáng hay không, thì nó sẽ có lấy cái tính khách quan chuẩn nhất. Chứ mình bán hàng thì mình phải nói đồ mình là hay rồi, mình khen đồ mình rồi, nhưng mà các bạn cứ lấy thực tế của bạn lái xe là các bạn sẽ biết được là chạy có ok không, có bắt đường không. Đấy, không ổn nữa chung cái này nó bị kinh nhỉ. Đây chung ổn đi, không không phải đâu, con tàu là 5G đây, lên chung cắt này chung 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 tí ra. Con tàu đang bị gờ này lên chút này, nó hơi nó khác với đèn đèn xịn, đèn xịn là cho nó bằng tàu nó gờ cắt đây tí chung ạ, kim kim về luôn được, về luôn tí thôi là được. Đấy, để cho đi nó chui qua. Cái con này tàu làm cái gờ thì khác mà chém này, đang xử lý cái đèn tàu mà theo số điện thoại của em thì đây là các bạn biết được là ánh sáng có tốt hay không anh em nhé. Anh em phải liên hệ bạn theo số này. Là các bạn có thể là lấy một cái gọi là cái điện thoại, một cuộc điện thoại thôi, hỏi em ấy là chạy đường nó có bắt hay không, ánh sáng có tốt hay không. Đấy, các bạn có thể hỏi bạn ấy nhá, giờ mình sẽ để máy quay vào một phút thôi. Đó, ok anh em, anh em sẽ khám phá đây. Đây là bây giờ hiện tại bây giờ đang giờ 12:30 trưa anh em nhá, pha cốt đấy các bạn thấy không. Đấy, đá pha cốt các kiểu luôn. Đấy, bạn thấy không? Bình thường thì anh em chạy sương mù thì anh em bật sang chế độ vàng, còn khi bình thường chạy thì bình thường các bạn cũng bật sang trắng thôi. Đấy, đá các kiểu luôn, đấy các bạn thấy không? Vàng trắng các kiểu luôn, đấy các bạn thấy không? Pha cốt. Đấy, rất là sáng anh em nhá. Bóng này nó là bóng pha LED 3 chế độ. Rất là sáng luôn, các bạn thấy không? Rất là sáng luôn. Cực kỳ là sáng luôn các bạn nhá. Đấy, vàng này. Vàng que luôn. Trắng này. Đấy, đây là vàng lớn này. Trắng này. Đấy các bạn thấy không? Trắng này. Đó, các bạn thấy không? 3 chế độ. Anh em tha hồ chạy luôn. Căng nét luôn. Đấy, tối nay thì các bạn có thể gọi điện hỏi em ý xem có sáng hay không nha các bạn nhá. Đây số điện thoại em đây. Đó, ok các bạn. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Thank you em. Có gì em trai nhỉ? Ok em 1850 của em không? Ở đâu 1580. Thấy không? Chưa rửa với cả tổng cộng là 70.000 thôi. 570. Có đi bao nhiêu thoải mái em ạ. Em trai nhiều, có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ anh em nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở livestream sau.